Ôi vãi cái đái ạ. Nếu ở lần cuối bên đây, ở lần cuối nữa là không được vào được ạ, đéo đỡ được. Ủa em đổ ra đâu ra cái vụ cui vậy? Em nhớ hồi đó em đâu có mà. Ôi mấy con làm được đây cả cái loa này này, lâu lắm mới vào game ạ. Mãi mới vào được game. Ồ. Đây làm cái loa này. Cái con game này về sau thấy người ta chơi còn đánh boss đánh biết các kiểu. Cái máy này. Mày có hai đứa thôi. Ông hiểu biết là ông đâu nhỉ? Ông Hiệp ông đi thi rồi, nãy nhắn tin. Bật lên sao ta? Làm sao nhỉ? Ấn nào? À, ấn ấn cách giữ cách để ấn vào những cái đồ. À. Anh ơi, chắc nó còn nhiệm vụ mà nhỉ? Đây, có nhiệm vụ này, ấn Q là hiện nhiệm vụ này. Nhiệm vụ về là làm một cái iron ingot. Cái nồi. Sợ nằm cái nồi. Iron đi cho. Cái lò còn làm được rồi này, bây giờ mình đi tìm bằng sắt. Để giết mấy con quái vật nữa nào. Đừng ngu vãi. Đi giết con hỏi. Nó chạy nhanh, nó chạy như mô tô. Ồ, mày đừng cùng rồi. Nó chạy xuyên có cỏ. À đây. Bè góc nó lại, đi hướng này này. Ê, dí nó. Rồi, em đánh được nó lên cái này nè. Mày này. Dí dí nó. Mày. Ê, đi. Đập đó hai cái thôi. Hai cái thôi là chết rồi, hai cái nữa. Thằng này đâu chạy được à? Đi bộ thế. Ồ, sao thằng. Đây kìa. Rồi, rồi. Nó chạy xuống biển rồi. À, ngu ngu ngu. Mày, ui, nó chạy xuống biển kìa. Gì? Ơ, quá tục quá. Bé góc lại, bé góc lại. Nè, nè, góc bia, góc bia. Ăn, ăn, có gió ăn. Mày. Ui, đi. Ôi, hiểu. Cái đuổi con này chắc hết mấy ngày lắm. Đi. À, nó chạy vô bụi cỏ nữa kìa. Xác định. À, đi nhấp thôi mà đánh đi, úi thôi thôi đéo đuổi đây, đi có thời gian nữa đi nhấp nhấp rồi mình đi tìm quãng sắt kiểu gì mới vấn đề này, nó chạy mẹ sang khu rừng bên kia rồi. À, nhấp nhấp thôi. Ờ à, đi thôi thôi đi, đánh gớt chơi vừa xuống nè. À, ấn chút phải để đá. Ở đó, sao nó bảo nó đánh chuột phải để đá mà nó không đá nhỉ? Anh đang cầm búa sao đá? Úi dồi. À, gầm nhiều. Đây là cái khổ. Một dừa này. Khổ con nứt. Bây giờ mình phải đi tìm sắt. Nhiệm vụ mình là đi tìm sắt. Tìm ở đâu? Đấy là vấn đề. Đấy. Để xem inventory à. Inventory, mình có một cái stone này. À, mình có thể để đồ năng ô 1, số 1, số 2 để đổi đồ này. Thế đúng không? Em làm cái dao rồi. À ok. Không có đá thì kiếm đá. Mình có thể đưa số 1, số 2 để em đổi đồ. Stick. Đây con dao đây. Dao làm gì? Đây dao đây. Em đi chặt cái này kìa. Ấn số 1, 2 để đổi vũ khí. Đây mình cầm cái này mới đào được sắt. Trời mưa. Đấy rồi. Đi tìm sắt đây là đây. Bây giờ chắc ở quanh khu chỗ mình chắc không có đâu, bây giờ mình đi sang cái khu khác này này. Ủa quái vật. Ủa có quái vật đấy nhá. Vô khởi gì nó xèo kìa. Ba con á. Da đen à. Mày này. Làm nhiều vui. Úi dồi ôi, đập ba bốn con đập ấy. Mày ba bốn con luôn. Đi. Ok. Đập đi nhanh lên chết đi. Chạy. Lùi ra. Sắp chết rồi. Chạy đi. Đi. Bắn ra. Chết đi. Bám. Chặn đường. Một người chết là mấy người mày chết luôn. Mày chặn đường đấy. Tại mày đấy. Cái gì đây? Còn đòn. À còn. Mất 7 coi này. Em cũng mất được cây gỗ. Đi mất một cây gỗ 7 đồng tiền. Một cây cô anh em bờ. Một cây đá mấy 13 cục than ạ. À. Mất nhiều đấy. À, à hình như người chết. Như người chết người ta mới mất đồ. Đập mày. Đập mày. Đi 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 lại lắng lộn lại đi lắng lộn lại. Nếu mới có nhập lại được không coi. Ủa lúc ông Hiệp chết là đâu chỗ đâu nhỉ? Trời tối mẹ đi. À. Cái kiểu đừng có đứng ở cái chỗ này. À kìa đâu ra. Đâu đâu đâu, đâu có. Đó, con. Đứt quay kép.
Với kép gì? À, đồng à. Đèn kìa. Đây đồng vàng lúc đánh con quái nó rơi ra thôi. Con gói 7 đồng vàng mất hết rồi. Kéo rồi. Quái nó lụm rồi. Kệ đi. Đợt gà ơi, đợt gà. Đánh vũ, đem vũ. Giờ gặp quái giật chạy nha. Gặp ít thì đánh, còn gặp đông thì chạy. Nhưng bây giờ mình phải làm à, mình... À, em nghe tiếng anh ấy rồi. Mình phải tìm sắt. Quan trọng mình phải tìm sắt, không biết sắt ở đâu. Ê, sói. Ui, sói kìa. Không? Dạ. Ui, nó khỏe đấy. Đập nó ít nhỏ lắm. Cầm cái chùy ra mà đập, cầm chùy đập mạnh hơn là cái rìu đấy. Quá. Con chó đánh cho đã chạy. Chạy đéo đi, mày đéo đi. Ôi, cho mình đéo đi được. Đi kiếm ấy, đi kiếm sắt. Cái này thì ô con lợn chạy lợn lưng ôi đồ. Gà nó kìa, gà xung qua khía nó rồi kìa, đánh đi đạt đâu đạt nhanh lên đánh nó gì anh cho em tăng hả không hiểu gì anh thấy máu à ôi chết rồi lấy được ra gà gì móng thật sự bắt gà rồi. Mày nhỏ này. Bắt con gà ra đấy. Đúng hả? Bây giờ phải chạy nhanh lắm. Chắc phải xong phải làm cung hay cái gì đấy mới có thể đập được nó. Anh nhớ mình có thể ăn để hồi máu mà nhỉ. Làm nào nhỉ? Ai ăn hả? À. Mày có gì ăn không? Có dâu nè. Đang là ăn dâu không? Mình đâu, đâu. Mình cầm cái thức ăn mình để trên cái ô sử dụng á. Game này được cái là nó nè ra nó ăn rồi game này được cái là cái thời gian tối rất là ít nhưng bây giờ mình phải tìm sắt ở đâu mới là vấn đề này. Ở đây có nấm này, đặt đây ra đây hai nấm này ăn này rồi nấm rồi game nào nấm rồi có độc rồi mà nấm này thứ hái về đi có độc hay không tính sau. Gà trắng hả? Gà không đuổi nó đâu mà sao mình phải làm cung tên thì mới có thể bắn được nó. Chắc thế. Ủa gì? Cái game mình làm rất là ngu nhá, đi được. À đây nè, có quặng sắt. Đâu. Chịu hết là thấy quặng sắt rồi. Ủa bò. Bò hả? Bò sữa kìa. Ủa rồi con lợn. Kẹp. À. Rồi đánh thôi. Đánh nó. Ờ kệ đi lên. Đập nó lăn, đập chết nó lăn không có đuổi. Đập chết nó lăn. Đập chết con lợn được mà. Hai người ôi chạy đông lắm ơi chạy đi chưa thôi rồi xong em ơi rồi chốc lát em chạy được đạt đông em lên chạy đi đạt ơi thôi. Chạy về đây em sẽ đi khám phá map còn ít máu rồi đi khám phá map chạy về đây đây cho em có hướng chạy này vòng qua đây ôi không được rồi chạy tiếp cho em không đi qua được rồi xong đạt đéo hiểu chết một người chết cả hai riêng mình đồng sinh cộng tử à mất cái gì ôi. Không bác à bác thức ăn không à chứ không á gì ở đó con bò ở đó nguyên đồng có hoa có bò sữa gì. Với quảng sát hồ quái lên mà quái giặt rồi nhiều anh nghĩ mình có khi mình phải xem có cách gì chế được cái chế đồ ấn nào nha có cái chế được vậy. Cái hòm mấy cái gì mình có thể có cất đồ ở nhà ấy cho biết đội mất ấy xe ăn xe à đây chỗ nó nhiều tài nguyên khoáng sản phải plank này plank này làm gì nãy nhỉ ai à, nãy anh thấy bò sữa chưa plank này thấy bò sữa chưa bạn chưa đã thấy đâu biểu đập chết còn bò sữa nhắm răng trên cánh đồng ấy đẹp lắm nhưng mà bây giờ mình đang đây cái này tôn này để bật tôn này à bật tôn lên thì bật được cái này lên này để chế được plank này thế thì một cái mà mình có thể chế được cái gì không nhỉ mình có thể à cái building này mình thấy mình có build được hòm không build hòm đồ ấy để mình cất bớt đồ ở nhà ấy. Đấy có chest này nhưng mà hình như chưa chế được đã ạ chest thì ui chest đất thế chest này còn phải có cả sắt cơ khéo hiểu chỉ cái hòm mà còn phải có cả sắt để chế được đạt ạ. Thôi đi, để chế được đâu. Bây giờ mình phải đi tìm quặng sắt ăn. Quan trọng là bây giờ tìm quặng sắt. Lại cho nó nữa.
Anh chàng gốc lắc đi được. Tránh tránh xa quái rồi nhá. Chạy sao tránh được, nó chạy nhanh lắm. Mình nghe tiếng đó, nghe tiếng đó. Ờ, nếu mà gọi là đánh lẻ thôi, gặp một hai con thì đánh. Đừng để đâu. Đi lại đây em chỉ anh quan sát à. Cầm cái chùy á, đặt đặt cái chùy số 1 hoặc số 2 á, đấy, đánh nhau thì cầm cái chùy, đừng có cầm cái rìu đánh nhau yếu lắm. Em có cái rìu à, em có cây rìu mà. Rìu để chặt cây. Nó mà mày có cái chùy mà, cái chùy gỗ này. Không mất quá rồi. Mất rồi á? Không bây giờ. Đây này, lấy con dao này mà chặt cái cành cây này. À cái này phải có rìu, đá này, đá này. Lấy cái rìu chặt cái này đi để mình đi lại cho dễ. Ờ kệ nó đi. Cần gì không? Đây này đâu có rìu rồi này. Nếu rìu. Em cũng có đâu. Cái cành cây rau sậy có lấy không nhỉ? Lấy về cũng khi mà chế mất rồi một cái gì. À là, anh, em cho anh con bò sữa hả? Đâu? Không biết nó còn này không nữa. Thấy cánh đồng hoa không? Đó. Chặt cái mấy cái cành cây, à chặt mấy cái đống cái bụi cây đi mà đi nó nhanh. Nè ở đây có quặng à. Đâu? Trên đây có quặng rồi. Chặt chặt bụi cây ra. Đi đi ngược ra đi. Chặt bụi cây ra mà đi. Để làm lại. Ờ, nó bảo phải ôi, anh đá ra cả gỗ này. Anh đá ra gỗ. Úi dồi, nhặt. Tôi tích ấy. Nhặt đi. Quá xa để nhặt. Lên cho nè nè, thấy quặng không? Ok, để anh đào cho. Để anh có cuốc rồi. Bên bển có quặng nữa kìa. Ê này quặng đồng à? Quặng gì cũng được, lấy làm á. Để đem qua bển em lấy quặng trắng trắng nữa. Còn thật đấy. Tạm qua nãy em qua đây đâu có ai đâu. Tới chừng qua cánh đồng cỏ gặm bò mới ha mấy. Đây iron mà, đây là quặng sắt mà. Ngon rồi. Ui. Đạt ơi. Đạt khám hiểm á. Ngon rồi, bánh, không xuống đi xuống đây. Bên bển còn nhiều lắm, bên bển còn nhiều nguyên một núi luôn. Đi xuống đây để nhặt á. À để kiếm thêm á. Có chặt cái cây đi, chặt cây cho nó vướng được. Anh đâu có rìu ạ. Đâu hiểu sao mình không có rìu nhỉ? Mình nhớ mình trước mình có rìu mà. Em nhớ em cũng có cây búa mà tự nhiên mất tiêu. Rồi mỗi cái còn mỗi cái này đâu hiểu. Đá. Đá cái là còn có dụng được cây không? Đấy rồi, dụng cây rồi. Nhặt gỗ đi để anh đào quặng. Úi rồi kìa, quặng dưới đất này nhặt đi. Rồi quặng sắt đây rồi, về mình có thể làm được đồ sắt. Ơ kìa, mày nhặt đấy à? Hay nó mất đấy? À anh bấm xiết không cần cho là nó nhặt nhanh, nhặt hết trơn luôn. Đâu anh xét té rồi xiết không cần cho này. Xiết control là nó bật uniki. À ông xiết không cần cho là nó nhặt nhanh thấy không? Tất cả đồ trên đường là nhặt hết. Nó xiết không cần cho này. Nhưng mà nó sẽ bật nhặt uniki lằng ngoằng lắm. Ai chiên bật. Anh ấn tag cái anh ấn cái là được, có gì đâu. Có khi mình đang xếp stamina rồi ạ. Tôi đào ở đây rồi, hôm nay đào ở đây rồi. Bây giờ mình đi về mình dạ, chế cũng ít đó. Anh co bò sữa không? Anh co bò sữa không? Rồi cái giờ nó giết chết anh còn hết stamina còn đang đi bộ nếu chạy nhìn đi lững thững quá gì không coi thôi em coi ạ. Trời tối mẹ rồi thôi đi về đâu đấy. Em có bộ sữa không có về. Bộ sữa về xong mình còn như mình còn nuôi được mà mình bắt nó về nuôi được ấy. Ôi có con lợn rừng đà đấy thôi đi về đi. Ôi về về hướng nào thôi. Ủa về hướng nào giờ? Ôi lạc đường rồi, nãy chỗ này em chết mà. Cái gì đâu? Đây nhìn bản đồ, ấn mờ đây nó có bản đồ này, đi thẳng em ơi. Nãy chỗ này cách đồng pha, nãy em chạy bị quái giật ngược nè. Ừ. Cẩn thận nhá, quái vật đây là bữa mồm ấy. Đi thẳng ngay này về đó, đi thẳng đây, Chặt cái cây đây mà con bò nó chết rồi. Nhìn mãi cái đá. À, đuối thể lực quá hay sao mà chặt đéo thêm cây lụng cái gì cả. Đây rồi. Nhặt gỗ về đi. Gỗ về để mà còn làm đốt lò à? Như đường này. Đây chạy thẳng đường này rồi về. Thẳng đường này. Đây. Thẳng hướng này. Cứ đi thẳng này rồi về thôi. Nhìn bản đồ nó biết mà. Có bản đồ mà. Game có bản đồ mà. Về hết stamina đéo đi. Đéo chạy được luôn. Cứ đi bộ. Đi.
Game xếp rồi này, nhớ hiểu. Game này cũng có xếp. Ui em bị kẹt rồi. Mưa ơi, mưa ơi. Lại mưa. Ủa đi đường nào, what the fuck. Đây cứ đi đường này thôi. Đi vòng qua đây. Đây vòng qua đây. Đây đi thẳng đây về. Đây nhà mình ngay sau cái thằng cây này này. Rồi em chặt hướng dương ra, phát quang. Chặt hướng dương gì? Đây chặt. Ở đây có một quặng sắt ngay gần nhà này. Rồi ôi, đây đúng này này. Đá đây, giết cho này. Rồi. Thôi em ở đây. Hóa ra ngay gần nhà mình có đúng quặng sắt này. Sao mình biết được? Ngay bên cạnh ngay này, bên đường này ra nhìn. Thôi về nung đi. Thôi bây giờ về nung, về đằng nào cũng đang đứng này. Thôi thì được á. Ấn cách dù lên gì? Ăn không, em có dầu. Ăn đi, anh có dầu rồi, anh có 3 quả rồi. Iron này. Làm nào để đúng nhỉ? À đây, Iron ingot đây. Mình cần có, ôi chết rồi, mình còn phải going member đây. Ember đây là làm từ cái gì nhỉ? Ember là gì? Going ember này là khóc theo nè, làm được khóc theo. Hình như là làm từ cái này đúng không? Để làm than. Em có quặng sắt. Nè quặng sắt làm anh. À coi em vào làm từ cái bonfire này đúng không? Bonfire. Bonfire dùng à đúng rồi. Đây coi em vào đây là cho stick vào là thế ra. Ok. Stick này làm nhiều tí, làm tầm 10 cái đi. Ui ôi lâu phết đấy đạt ạ. Rồi. Thì nó chạy lâu quá. Bây giờ mình đi thám hiểm. Anh đang bị hết thì được. Game này phải chỉ nên cho cá sấu với cá mập ở gần bờ biển này. Điên à, nên vào biển lúc mình mới vào game. Là trên đảo hoang. Game này đéo bơi ra ngoài đâu. Chỉ đứng ở trong này thôi. Game này phải bơi ra ngoài hay. Bây giờ làm cho mỗi đứa một cái chùy. Từ từ á, tí mình không có làm một chùy sắt. Đây, đợi mình xong mẻ sắt rồi mình làm khoảng đồ sắt xong mình đi. Nó mới dễ. À mình đá này mình có thể lật thôi đá đó. Đá này, đi ra đây ai đặt chặt thêm tí sắt. Làm thêm tí sắt. Tí về mình làm cả thể. Càng nhiều càng tốt chứ. Đi cất. Chắc nào, mình cần khoảng bao nhiêu cái file member này. Để làm sắt. Cần khá là nhiều đấy. Cần đến 3 cái một lần này. Mình đang có 15, 16 quặng sắt. 16 quặng sắt thì cần nhiều lắm. Đây là đi đi. Có khi mình làm thôi được rồi, cứ để đi. Đi. Có vớ vẩn mình phải làm thêm đống lửa nữa bởi vì đây ngay chỗ này nhà mình có quan sát này. Đây đây chị ạ. Đây, đấy, ngay bên cạnh luôn. Đéo hiểu sao mình phải đi xa thôi. Chui rìu không chắc đâu. Đây để anh bổ hết stamina rồi mày. Đây anh bổ mày nhặt đi. Và anh hết stamina rồi anh đưa cái quốc cho mày rồi mày bổ. Thay phiền hả? Này là có mỗi cái quốc thì làm thế. Sao hết stamina rồi. Mày đứng đợi đi, nhặt đi. Phải, đang đợi đi chơi net, thoải mái. Úi dồi. Ôi hết stamina rồi, hết stamina rồi. Đây, đây, đây. Làm nào vứt ra nhỉ? Đấy, nhặt đi. Đấy, bổ đi. Trang bị. Làm việc đi. Giờ anh sẽ đứng nhìn. Thì em là nô lệ. Đéo, nó bổ toàn ra stone vậy. Chẳng phải không chéo. Anh bấm xíu xíu cần cho anh đi mà. Đây rồi, nhặt được nè, có gì đâu. Đứng hồi stamina. Em có hấp hết stamina. Còn bao nhiêu? Còn khoảng 2/4. 2/4 là một nửa đấy, mấy một nửa mẹ đi. Còn có 1/4 à? Làm nhanh cái tay lên. Đừng có một vớ vẩn. Hết rồi. Hết chưa? Còn một xíu. Còn xíu chặt hết không đi.
Chặt hết đấy, xong rồi đi về mình lung vừa. Rồi hết rồi. Đó, đi vào. Dạ nè. Nè bạn. Tí mình làm thêm cái nữa. Tí mình có sắt, mình làm hẳn cái sắt nó chất. Đừng đấm nó mất stamina đấy. Có khi mình làm thêm đống lửa nữa đạt ạ. Chứ một đống lửa nó làm chậm lắm. Mãi được 9 cái này. À, em ngồi yên hồi thế lực đấy. Làm đống lửa kiểu gì nhỉ? À, building này. Làm thêm đống lửa đi đạt đây. Mình cần có... Ôi! Mình còn có cái Anigen chip này. Anigen chip này đấy ở đâu nhỉ? Thôi em đi chặt chặt cái. À mình có rồi này, mà có đủ mà, mình có luôn mà. Đây mình làm thêm đống lửa nữa đây. Ok, mình làm thêm đống lửa nữa nó làm cho nhanh chứ một đống làm lâu lắm. Ok. Bỏ thế lực lâu rồi chứ. Ừ, đợi tí đi. Em đi lấy bệnh anh nè. À đi 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 lấy cho anh ít stick nhá. Mình cần stick ấy, mình cần stick để mình làm ấy. Ok. Và mình làm stick cái này. Ok. Đấy, còn ingot quartz. Ô còn than nữa cơ. Mình cần khá nhiều than đạt ạ. Ơi, mình còn một cái tool đấy là cái men. Anh cần cái gì stick? Men tinh càng nhiều tốt, cả than nữa. Men tinh này là làm ở đâu nhỉ? Men tinh là làm kiểu gì? Đây đây là men tinh. Cái men tinh kéo có đấy. Đậu stamina gì? Men tinh là làm kiểu gì stamina nhỉ? Cái là làm sắt này. À, à than thì mình có thể tự chế được. Thế cái này làm ở đâu nhỉ? Sắt nó yêu cầu phải có cái tool là cái này này. Sượt theo menting này, menting pot à. Menting pot. Cái menting pot này làm kiểu gì? Stamina lâu quá mà anh ơi. À như cái tôi đừng đứng đi, ông ăn cái gì chúng nó đi ăn à, ăn đi. Anh cần bao nhiêu? Anh cần bao nhiêu? Cần bao nhiêu? Stick kèm em có 46. 46 dư luôn đó. Ừ 46 là dư rồi. Thoải mái. Thì anh đấy xem có làm thêm cái đống lửa nữa không? Mình cần nhiều đống lửa lắm. À mình vẫn còn đủ này, vẫn đủ làm thêm này. Đồ đạc ngu quá tụi phát. Mình cần khá nhiều lửa. Làm cái men thanh hình như nó bảo là làm một bonfire thì phải. Đúng rồi, đây. Mình cần clay. Để đi kiếm đi clay nào. Clay á, ra ngoài cát á, ra ngoài cát. Đây, cái gì anh xúc cho ít cát. À, xúc ít clay à. Đây, clay như anh nhớ là làm ở cái chỗ đống đất này này. Xúc cái đống đất này wow. Lên. Xúc cái đống đất này lên. Mày gà không biết gì. Nguyên đi. Đây, clay đi. Mày gà lắm. Nguyên đi, nguyên đi. Đấy lấy cái đây, à thôi, đừng có để đấy, anh làm cho. Em hồi stamina. Chuẩn bị có sắt rồi. Em hồi đầy stamina rồi. Đấy, hình như cần 5 cái đúng không? 5 cái đủ rồi. Đây, 5 cái cờ này, ok. Có ấy rồi, đủ đồ rồi. Bây giờ mình chuẩn bị làm sắt thôi. Có sắt rồi, đã thôi. Xiên. À mình có phải làm một ít mình còn phải làm một ít than nữa. X5 than. Cần gỗ. Đúng. Cần có gỗ. Không sao. Làm khoảng 20 cục than. À thôi làm hết mẹ đi. Hết mẹ gỗ đi, 30 cục đi. Mình có nhiều mà. Than này, có than rồi này. Có cái này rồi này. Có melting pot rồi này. Ok, gọi là đủ đồ rồi. Đủ đồ rồi. Bây giờ đợi cái đống này nó xong là mình có thể làm được sắt.
Sau lúc chờ đợi thì đạp gá đi chặt thêm cái gỗ đi. Anh ơi. Gì? Em có ý này nè mạnh. Ý gì? Cái game này có cái cơ chế nó dài dài đồ vật phải không? Ừ. Mình có thể dài đồ vật từ từ qua cái khu mà mình muốn. Ừ, nhưng mà rơi có đâu, mình rơi có đâu. Ừ, nằm thôi. Nè nè, anh dài dài qua cái đống đi, mình vừa hơi khác luôn. À, ví dụ cây đuốc này mình có thể dài được tới đây, xong rồi mình lên đây mình dài tới đẳng. Ừ. Rơi được. Đó, hợp. Nhưng mà nó bây giờ mình rơi qua đâu? Rơi qua bên kia thì nó dài qua cái đống quặng hồi nãy mấy mình mới phát hiện ra đó. Nhưng đống quặng gần nhà. Anh cần thì phải rơi em đi. Bây giờ rơi qua lâu lắm, bây giờ đang đung. Ở cái tù lao này. Đang đung, đợi xong hẳn bây giờ mình có đồ hẳn. Cứ từ từ. Rồi mình sẽ rời. Mày cứ bình tĩnh. Ai chán quá. Như chơi một map hoài vậy. Trời, tí về từ từ mới sang map mới. Mới hỏi không? Đúng đó, kiểu mới hỏi đấy. À. Đây, có sắt rồi này. Mà nãy giờ stamina chưa hồi xong. Đi việc cái tham làm lâu thế. Đây anh sẽ làm lửa sắt đầu tiên này. Hãy lên level đi chế mấy cái khác thôi. Đăng lên đây, phải có đăng chế sắt để mà lên level đây. Select, ok. Cho cái men thinh vào đây này. Rồi chọn iron ingot, select, mới làm được một cái ạ. Ở cái hòn đảo này có 2000 đàn ông không? Mình phải chế được nhiều than hơn nữa. Ở cái hòn đảo coi em nhanh. Trong khi anh đang chế đồ, mày cứ làm cái chuyện lung tung không. Chế thêm một cái quad smoker rồi đi. Đi nào đào cát đi. Đây. Đào cát cho anh. Đây em mới đào được. Lấy stick ra. À đây anh chế cho mày một cái nhá. Đây, cái này cần một con dao. Lập vào. Để lên. Làm một cái. Ok. Đây đang làm. Làm thêm một cái lò đấy để mình nung nó nhanh. Cái nung một cái lâu lắm. Mình cần nhiều sắt để mình có thể gọi là làm hẳn bộ đồ xịn. Xong rồi kìa, lượt được cái hỏi sắt rồi kìa. Ừ đấy, xong rồi đấy, nhặt đi. Làm cái lò cho anh, làm đi lấy cát cho anh. Đi lấy cát đi. Hả, à, ok. Ủa. Đấy, xong. Ủa, xong nhiệm vụ rồi. Nào? Nhặt rồi thôi. À rồi. Xong nhiệm vụ rồi. Ok, bây giờ lên level 4. Lên level 4 kiểu gì? Xong rồi bây giờ get new level. Lên level kiểu gì nhỉ? Get new level. Lên level kiểu gì trong game này nhỉ? B rồi xong rồi. Chapter nè. Lên level. Cái gì cơ? Anh thấy cái biểu đồ không? Cái bên cái bức tường á. À. Lên level. Ok, xong rồi. Bây giờ mình phải đi kiếm chưa? Nhiệm vụ tiếp theo là mình đi kiếm vàng. Ủa, net level chưa được mà. Next level. À, đang. Next level đây. Chưa, net level nó hiện cái gì rồi. Đây đây, anh next level có nhiệm vụ mới rồi này. Ủa, em chưa có. À đâu, đây level 4 à, bây giờ mình có level 3. Đó, chưa next level. Đây, next level 4 đây. Được chưa? Rồi, cái hình... nghe tâm hả? Đâu, nét level. Anh cần nét level đây mà. À, muốn nét level thì mình phải có 20 vàng. Nên mình phải có 10 vàng mới cả 20 đồng. Nghe mạnh dài chứ. Đi với quái. Đi với quái nhưng mà mình phải làm vũ khí ăn. Đợi mình chế trong cái đống sắt cho mình làm vũ khí sắt ăn. Kim áo giáp được rồi. Á, à, trần. Mà, á trần quần tà lõn. Chứ là mình làm thêm cái lo nữa, mình phải làm vô sắt ra. Xem mình có làm một em, cái sắt không? Đào cát nó không có tốn stamina luôn. Có mà. Anh cần bao nhiêu cát? Cần khoảng 10 cái, 10 20 rồi. Em 12 rồi. Khoảng 20 cái đi, dư ra tí. À. Còn làm cái khác. Anh phải đang đi nào clay đây. Còn phải đất nữa cơ. Oh, clay rồi, 7 cái rồi. 7 rồi. Còn 10 cái, xong mày đi đào đất cho anh nhá. Đây vào trong cái khu đào đất này. Ok. 20 cát xong rồi vào đào đất đi. Trong đúng không ạ? À, building đây. Nhầm, cái này là...
cần có 15 cát, 15 cát là được rồi. Vào đây nào. À vào đi chặt cây, chặt cây, chặt cây. Mình cần 5 cái cây. Thôi cát thấy được rồi. 15 cát thôi. Cái game này nó cũng hay hết. Nếu mà anh đào xuống nước thì nó cũng có âm thanh xuống nước. Này. Mặc dù game nhìn có vẻ cụ bắp nhưng mà cũng đầu tư phải đấy. Nè cát nè, sao lên nè. 20 cát đó. Đào đào đất hay gì? Đào đất đi, đào đất đi. Mấy cột? À, 10. Này. Em có chỗ này, em có. Đào vào cái chỗ mồ nâu nâu ấy là đào đất mà. Em có luôn. Có mà cứ đào mấy cái. Đây này, cái chỗ đất mồ nâu nâu rồi này, đây này, đứng ở đây này. Đào đây là đào đất này. Anh lụm cát chưa? À, chưa. Đấy xoay ấy, xoay đất ấy. Cá đâu? Cá đâu? Ở à, đây là sao đây? Tưởng không bắt. Mẹ đi chặt ở à, đâu thì chặt cho anh cái cây thôi, không còn đất đâu, không còn đất đâu. Đi chặt đặt mấy cái cây của anh. Ờ con dùng à. À mạnh là mạnh, cho anh con này mạnh. Con tu này nhanh được ấy. À đi cút cá. ăn đi. Ăn con dùng đi. Trời ơi, anh làm sao thấp. Ôi. Làm được hai cục mà. À, ăn dùng được không? Ăn dùng được không? Cái gì? Ăn dùng được không? Đâu? À không, cái cô dùng này để thôi. Hôm trước hôm này anh Hiệp ăn gì đó. Ăn được. Ấn là ăn này. Éo hiểu ăn dùng. Nhưng mà nó chả được cái gì cả. Ăn đu này để câu cá thôi. Ăn làm gì? Anh đi cầm mấy gỗ. Cái cây chặt cái lóc á. Được 6 thôi. Em có 50 gỗ thôi, mà. Thôi vứt đây, nào vứt khoảng 10 cái, 20 cái đấy. 10 cái thôi. Thôi mình chỉ có 6 thôi. Cho anh 20 cái đó đi dành xài đó. Em có 50 cái. Thôi ngồi đi. Thế rồi xong rồi, rồi. Mình đủ đồ rồi. Đó, chuẩn bị qua đây chiến. Clay à, thiếu một clay. Đang đào nốt cái clay. Đang đúng sắt chưa? Được 3 cục rồi. Có net level được gì ta? Xe 4 building. Được nha. Level 4 được 7 với Đây, cái này ra. Ôi. Đừng có đập vào nhớ, đập vào nó hỏng đấy. Mất đồ đấy. Em ăn hồi stamina ăn đó. Có quá được thêm 10 cái nữa rồi. Rồi làm thêm ít quát. Cái gì hả? Tối có gỗ ông đạo với mày chơi mà anh đi làm sáng hả? Ừ. À ok. Iron Gold. Ông đạo có chịu chơi game này đéo đâu. Rủ ông toàn đéo chơi. Thủ game gì cũng đéo chơi nhớ nhiều. Thích đâu cũng phải. Thì kêu đây, có thêm 2 sắt rồi. Đấy xem sắt này để có thể chế được cái gì. Nhưng phải lên được cấp cơ thì mình mới là chế được nhiều cái ngon. Mình có chế được cái dược. À Mạnh ơi, Giáng sinh Mạnh ơi. Trong khi đây anh đang chế cho mày cái búa để mày đi đập ngoái đây. Cái đéo gì đấy? Giáng sinh. Đây là hàng limited edition đó. Đẹp. Giáng sinh qua rồi. Đang chế mấy cái búa này đập quá nha. Hôm nay chắc mấy đứa mở quà được. Đập lại mày. Đi bên quái cho lên level nào. Đây đang chế được một cái búa. Em có búa mà. Búa xịn cơ, búa này đập quái cơ. Ở đó mày có à? Thế mà mày bảo nó không có. Em mới chơi. À, thế đây, để đi làm trong khi đấy thì đi bk để anh làm thêm ít than á, để tí nữa về mình có cái mình làm luôn. Em còn 5 phát sáng này, em không biết làm cho anh á. Cái gì cơ? Con mấy cái quặng sát em cho anh có hết đây.
là cho nó, cho anh 30 gỗ luôn nè. Thôi đừng có vứt ra nữa, chặt có đồ rồi. Éo éo à, thôi đừng có vứt chanh đâu, gì mà cũng lấy. Ê ok, làm dạ. Thêm 4 cục sắt rồi, thôi còn nhảy cạnh cho nó làm đi. Mình đi á. Đây đây đây, đi PK. Trời tối này mà đi là hơi nguy hiểm này. Nãy giờ farm không? Ê, để làm cái đuốc không? Làm cái gì? Có làm được không? À không có, không không được. Cái đuốc để đặt thôi chứ không có cầm theo. Để xem nó cái vũ khí đam 20 này. Cái chùy đam 20 đấy, cầm một chùy mà đập. Chùy á. Chùy chùy đó, cái chùy đá này, cái chùy đá đúng anh này. Búa này, búa đá này. Đây 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 đi kiếm á. Dạ tới giờ còn cái rìu thì đừng dùng. Rìu không ngon đâu. À không anh. Spin. Ồ mình phải có cái này cơ. Mình phải nhặt được miếng sỏi. Chắc. Sỏi trong game này trông thế hiếm lắm nhá. Đi nhặt mồi cả mắt là đéo được tí sỏi nào. Ê hoa với khoáng sản nhóc luôn. Ui một đống hoa luôn. Hoa để làm gì đây? Violet, Lucian. Hoa để làm gì? Đấy. Rồi. Mày có nhìn lên sỏi thì bảo anh nhá. Game này sỏi khó kiếm nhỉ? Có cà phê kìa. Em có cà phê rồi. Éo hiểu chỗ nào cũng bị chặt lắm. Từ từ để. Bên này có quặng sắt này. Ồ, đi chung nhau ấy, đi ra đi thằng đây, ra đây. Chặt cây để em tí. Em chặt cây đi. Ôi, cái ăn cái nấm này mà bị trừ máu nhá. Ăn cái nấm này bị trừ máu. Thì game nào cũng vậy. Game nào ăn nấm sống là trừ máu. Ờ cái cây chặt đá để chân đá ra quả táo ấy. Nó dụng táo giống ăn. Đá này, đằng kia có quái vật kìa. Nhưng mà từ từ, đá cây ở đây táo á, để mấy em ăn còn hồi máu. Đâu quá vậy? À, đá cái cây này ra đây, đá cái cây này để dụng táo giống ăn. Lấy tay không ra, đá. Được dụng táo để dụng mấy quả này. Ăn hiếp chế táo. Nhìn như chán đời vậy. À, chặt táo xong rồi đứng yên hồi stamina cái hả đi. Rồi đấy, ổn đấy. Thôi rồi đứng tí à. Hồi stamina đi. Đó, đặt cái này ra đây để chuẩn bị đặt ra số nhá, đặt đồ ăn ra số nhá để có đánh nhau hồi máu luôn nhá. Trên nào cần hồi máu. Rồi bây giờ chuẩn bị đi đánh nhau này. Cái này nhìn nó con quái đằng kia rồi. Có con kêu đây. Em đây tôi nhìn ô con cáo á. Đập á. Mày. Đập con cáo ấy. Gì? Con cáo giờ tuổi nó chạy. Nó chỗ đi làm giết từ từ từ. Gọi từng con một. Mày á. Ê ní xìu à mày ơi. Mày ui xìu gà. Yếu nhưng mà nó lông. Nhặt tiền đi. Con cáo bỏ qua đi. Cáo cắn đau lắm. Nó cắn xong nó chạy. Đập á. Mày. Cắn một. Mày. Gì? Nó toàn cắn xong chạy. Ê. Có giật à. Gà. Hai con nha. Hai con. Anh ăn rồi á. Ok. Hai con dụ từng con ra một. Ủa có con lợn. Ý, trong tôi rồi. Ê mấy con này có cấp 1 rồi anh đâm. Đập nó đi nhanh lên anh sắp chết rồi. Ok. Tâm đèn. Từ anh ăn máu á. Thôi anh hồi báo đi em. Em máu nhiều mà. Mấy này cấp 1 mà có gì sợ. Nhưng mà nó kéo đông ra là mình vẫn ồn đấy. Đánh em không thấm luôn. Ui gấu what the fuck. Gấu quá. Đâu vậy? Gấu gà. Ôi, nhánh thang con đi ra. Không chơi với gấu đâu. Lâm tiền chưa? Đâu có tiền, đéo chơi, tùy đừng con, tùy đừng con mới đừng. Bạn thấy gì chưa bạn? Thấy rồi, thấy rồi. Thôi, bỏ qua đi, không đụng nó đâu. Ờ, đủ tiền chưa? Có ong này. Hai con có. Đủ tiền chưa? Hai con gấu luôn. Chưa đủ, mới được có mấy đồng rồi. Đủ vàng rồi nhưng mà đồng thì chưa. Đồng mình cần thêm, mình cần 20 đồng cơ. Nên là 20 đồng mình, mình cũng mới có 6 đồng à, đéo yêu. À em có nhiều. À như chỉ một người thôi. Ừ một người được. Anh nhặt mà mày có mày không đồng nào à? Không. Đẹp.